Trên các show truyền hình thực tế tại Mỹ cũng như tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác đang có những cái chương trình thương vụ bạc tỷ hay là Shark Tank rồi này kia đó, mọi người thấy được là những cái start up, những công ty khởi nghiệp đi kêu gọi vốn đó. Thì bây giờ Jen sẽ giúp cho mọi người, nếu mà mọi người không lên những cái chương trình thực tế đó để mọi người kêu gọi vốn ha, nhưng mà mọi người muốn kêu gọi vốn những cái người mà có tiền mà mọi người biết trong cái cộng đồng cũng như là xung quanh mạng xã hội rồi ví dụ như thế, thì Jen sẽ chỉ cho mọi người cái cách kêu gọi vốn chuyên nghiệp này. Có nhiều người theo một cái cách truyền thống là người ta kêu gọi vốn là người ta muốn tiếp cận một cái người có tiền và bắt đầu nói chuyện, hẹn cà phê, hẹn nhà hàng, đi ăn đi uống rồi bắt đầu nói chuyện. Đó là cái cách Việt Nam Jen nghĩ như vậy. Nhưng mà ở Mỹ mọi người, tại vì Jen làm, có thể là Jen làm trong cái ngành ngân hàng và vay mượn và đầu tư nó quá nhiều đó, nên mình bị nhiễm hay sao á. Jen thấy doesn't matter cái cách nào nhé, nhưng mà vẫn trở về với những con số và những cái giấy tờ. Tại vì có cái giấy tờ đó mới biết được xuống tiền hay không xuống tiền, và giúp cho cái người chủ đầu tư đó, họ có một cái nhìn thấu đáo hơn, chi tiết hơn trước khi họ quyết định. Ok, cái người Mỹ và cái người mà làm việc ở trong cái môi trường chuyên nghiệp và những cái dự án mà gọi là dù nhỏ hay lớn và họ vẫn làm theo cái nguyên tắc á, Jen học được người Mỹ rất là nhiều. Ok, Jen sẽ chỉ cho các mọi người nè. Cái điểm thứ nhất, trước khi đi gọi vốn với bất kỳ người nào, công ty, tổ chức, tập đoàn nào đó, mọi người nên chuẩn bị, mọi người là cái người đi kêu gọi, mọi người nên chuẩn bị những cái chi tiết này. Điểm thứ nhất là cái project overview, là cái bản tổng quát về cái dự án đó. Và cái mục đích của cái chi tiết đầu tiên này đó, nó giúp cho cái người đưa tiền ra đó thấy được, mường tượng được cái bức tranh họ sẽ đầu tư vào cái gì. Ok, tôi muốn xây cái, tôi muốn build, tôi muốn làm cái tiệm trà sữa. Cái tiệm trà sữa này nó giống như thế nào? Nó có bao nhiêu ghế, có bao nhiêu bàn, bạn đặt cái bình hoa chỗ nào, bạn đặt cái reception chỗ nào, bạn sẽ làm những cái loại trà sữa gì. Nói chung phải vẽ ra. Hoặc là bạn muốn kêu gọi vốn mở một cái nhà hàng. Cái nhà hàng tên gì? Cái nhà hàng đó nhìn như thế nào? Nhà hàng đó phục vụ những loại thức ăn gì? Nhà hàng đó đặt để bàn ghế như thế nào? Nhà hàng đó cách bố trí decor như thế nào? Tất cả mọi thứ nó phải list ra trong cái project overview đó. Hoặc là bạn muốn xây một cái bệnh viện, hoặc là bạn muốn xây một cái trạm cấp cứu gọi là 24/7, thì nó trông như thế nào, bao nhiêu đội ngũ bác sĩ, bao nhiêu nhân viên, và cái decor nó như thế nào, sắp xếp trang thiết bị nó như thế nào, và phòng ốc nó như thế nào. Tất cả mọi thứ nó phải rất là chỉnh chu và rất là quan trọng, cái project overview đó, cho người chủ đầu tư họ nhìn thấy được một cái bức tranh, một cái viễn tưởng thực tế trên cái tờ giấy để cho người ta có thể mường tượng được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái đó là bức tranh thôi. Bây giờ nói tới tiền bạc, phải nói đến cái gì mọi người biết không? 3 or 5 year projection, 3 hoặc là 5 năm bản thu chi dự tính nếu tôi đưa tiền ra. Ok, thì sau khi đi vào hoạt động, cái dự án này sẽ thu về cái gì, con số là bao nhiêu? Thu về 500.000 một tháng, thu về 20.000 một tháng, thu về 500.000 một tháng, thu về hàng tỷ đồng một tháng, ví dụ. Vậy thì song song với cái việc thu đó thì cái chi là cái gì? Chi ra tiền thuê mặt bằng, chi ra tiền điện, tiền nước, chi ra tiền nhân viên, rồi lấy thu trừ chi, còn lại cái số tiền cuối cùng là con số bao nhiêu, rồi sau đó chia cho bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu cổ đông, có ai đầu tư nữa không hay là một mình tôi. Nếu là một mình tôi thì tôi sẽ đem về bao nhiêu trong túi của mình sau khi trừ mọi chi phí. Đối với cái việc mà đưa tiền ra để đầu tư thì vấn đề duy nhất và đầu tiên và trước hết là tôi bỏ tiền ra như vậy thì tôi sẽ đem gì về cho tôi. Nên có rất là nhiều bạn cũng có approach Jen nói là tôi muốn đầu tư cái này, tôi muốn chị đầu tư cái này, chị ơi cái này cũng hay lắm, cái này tôi kia đó. Nhưng mà chỉ là nói không, không cho tôi thấy một cái viễn tưởng, ok, và không cho tôi thấy một cái con số. Đó là những hai cái việc quan trọng thôi, chứ chưa nói đến những cái khác như là business plan, là một cái kế hoạch kinh doanh như thế nào. Nếu mà bạn mở một cái nhà, mở một cái bệnh viện, thì cái kế hoạch kinh doanh của bạn như thế nào, để làm sao cạnh tranh với các đối thủ đang xung quanh bạn. Nó phải có một cái kế hoạch đàng hoàng. Tại vì sao? Có rất nhiều dự án nổi lên, có rất nhiều công ty nổi lên, có rất nhiều cái việc khởi nghiệp nổi lên,
Nhưng rồi năm đầu sẽ chết tại vì hết vốn để rót vào, đúng không? 2 năm sau sẽ chết, 3, 4 năm sau, 5 năm, 10 năm còn chết mà, đúng không? Thì huống chi là những cái công ty nhỏ lẻ. Nên trên thị trường Mỹ đó mọi người, cứ 95%, một cái thống kê đó, thì 95% những cái công ty khởi nghiệp thì 5 năm đầu sẽ rớt, ok, hoặc phá sản, hoặc sẽ đi luôn, hoặc là sẽ tan thành mây khói hết. Nên cái vấn đề mà để một cái người đưa tiền ra, đưa cái đồng vốn, đưa đồng tiền ra, thì họ sẽ biết rằng là làm sao để cân đo đong đếm những cái rủi ro, để một, ít nhất tối thiểu là không bị mất tiền, chứ đừng nói là gọi là đem tiền về là cũng nhiều khê lắm. Điều mà Trinh muốn mọi người chuẩn bị ít nhất là 3 vấn đề. Một là project overview, thứ hai là 3 đến 5 năm bản thu chi dự tính, thứ ba là business plan, bản kế hoạch kinh doanh. Ok, ba cái đó phải có trước khi mình đi đến để nói chuyện với một người về cái vấn đề là lấy tiền của họ, xin tiền của họ, là kêu gọi họ để đầu tư vào cái dự án, bất kỳ dự án nào. Đó, bất kỳ câu hỏi gì cho Trinh biết nha. Bye mọi người.